Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn ơi, hiện nay tôi đang có mặt tại chợ phiên Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ngay trước mặt chúng ta đây là khu vực bán trâu bò. Tôi sẽ quay một video về những con trâu, con bò ở đây để mà chia sẻ với các bạn. Đây. Ở đây có một con bò này, một con trâu này, trâu trắng, rất là to. Đấy. Hiện tại tương đối muộn rồi nên bà con dắt về rồi. Đã là 10 giờ rồi các bạn nhé. Anh, con trâu mình bán khoảng bao nhiêu tiền hả anh? 40 à? À, đẹp đấy, cao đấy. Nhưng mà sừng nó không được đều lắm nhỉ, nó hơi quắp xuống một tí. 40 triệu các bạn ạ. Anh à, hôm nay bán một con hay nhiều con? Mình dắt lên một con thôi đúng không? Nhà mình nuôi nhiều con không anh? Nhiều chứ. Bao nhiêu con? 5 con. 5 con cả. Ồ, thế giàu đấy. Nhiều tiền đấy anh nhờ. Để chú anh đặt hàng nhá. Em đi dạo thêm một chút. Ở đây có con bò. Bò to thế. Không biết con bò này khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Trên 40. Trên 40 à chú? À, và to mà nhỉ? Chưa phải to. Chưa phải to ạ? Bình thường ạ? Hạ 3. Dạ. Hạng 3 ạ? À, tầm hạng 3 thôi các bạn ạ. Các chú vào tầm hạng 3 thôi. Đó. Đó, ở đây có quả gì đấy các bạn ơi? Đang khám phá trâu bò thì ở đây thấy các cô cầm mấy quả gì đó. Tôi thấy lạ thì tôi không chia sẻ luôn với các bạn. Ô các cô ơi, cái quả gì đấy nhỉ? Quả gì ạ? Quả gì trông lạ thế? Chipo là cái gì ạ? À, chú ơi, cháu không biết á. Nhưng mà tiếng của dân tộc mình là nói thế nào ạ? Không biết tên của nó. Không biết tên á? Còn đấy đem dùng để làm gì ạ anh? Ăn được không? Ăn được. Ăn được á? Các bạn ơi, quả gì mà trông lạ đây này? Nó có 5 cái núm ra nhỉ? Đó. Nó giáo mạc răng này. Chẳng ai hiểu. Thế quả này dùng để ăn à? Hay là làm thuốc à? À, thuốc bổ tim. Mình đem đi thế này cứ thế mà ăn, hoặc là xào ăn, hay là à, xào với tim lợn ăn phải không anh? Cứ nghĩ là ngâm với rượu hay là ngâm với làm thuốc gì đấy. À, xào với tim lợn ăn, thuốc bổ tim, cây thuốc các bạn ạ. Trông lạ không? Có 5 cái núm ra này. Đó. Cái này bán thế nào ạ? À, cô cô ơi, cô ơi, quả này bán thế nào ạ? À, 10.000 ba quả. À, anh bảo 10.000 ba quả. Chắc là ở khu Hà Giang này mới có quả này nhỉ? 10.000 ba quả các bạn ơi, còn tương đối nhiều này. Quả bổ tim họ vào đem về thái xào với tim, à, tim lợn đúng rồi, ăn bổ tim. Rồi tôi tiếp tục đi khám phá chợ châu bò thì mình chia sẻ với mọi người tiếp nha. Nói chung là châu bò của anh em người dân tộc Khơ Mông rất là nhiều luôn. Đó. Đây có một con châu. Chú bán 2 con á? Con này với con này á? Mẹ con á? Bán bao nhiêu tiền hả chú? Đôi này ạ? 40. 40 triệu đấy. Dạ. Chú đặt hàng nhá. Dạ, 40 triệu 2 mẹ con. Con trâu to mà nhỉ? Con trâu to này 2 mẹ con mới 40 thôi á? Ô sao rẻ hơn bên Cao Bằng nhỉ? Đó, trâu to các bạn ơi. Dạ, cảm ơn chú ạ. Dạ vâng. Bên trong kia còn có 2 con, một con bò. Con trâu này cũng béo này. Béo thế. Anh em hỏi là con này khoảng bao nhiêu tiền này? Mình bán con này khoảng bao nhiêu tiền này, con trâu béo này anh? 40 à? Ô, em cảm nhận như rẻ hơn bên Cao Bằng ấy. Em hay quay ở bên Cao Bằng mà. Trâu bò bên Cao Bằng có vẻ đắt hơn. Ừ, 40 triệu con trâu to béo. Rất là béo luôn nhỉ? Dạ. À, bình thường à? Nhìn đậu nó nằm này trông có vẻ là trông béo này. Đấy, bò này. Dạ vâng. Quay các anh một chút làm kỷ niệm nào. Anh đi xem bò hay là đi bán à?
xem bò, xem bò xem trâu phải không? À vâng vâng, cảm ơn anh. Dạ em đi giao nào. Đấy, bò, bò cái. Chị bán xong chưa? Chưa xong à? Tươi, cười tươi đây. Thế mình bán khoảng bao nhiêu tiền à con này ạ? À? Con này mình bán khoảng bao nhiêu tiền ạ? À? Nói tiếng phổ thông, ký lái xe. Nói tiếng bao nhiêu tiền à? 30 triệu à? 30 à? Ba mấy? 30 triệu à? À, tầm 30 triệu. Con này già rồi đấy nhỉ? Ừ, mà. Dạ, rồi, cảm ơn chị ạ. Vâng, 30 triệu. Cô... con bò. Ừ, con bò. Bò con. Quay sang bên này. Tôi sẽ đi vào bên trong này, quay và chia sẻ với các bạn. Tiếp tục chia sẻ. Đấy, và có ai vui tính tôi sẽ hỏi giá và chia sẻ với mọi người. Đó. Đây. Đây là chỗ vừa rồi chúng ta bước xuống này. Đấy. Những con bò được bán ở đây. Đây toàn là những con bò của bà con tự nuôi, nuôi từ nhỏ các bạn nhá. Không phải bò buôn đâu. Nuôi từ nhỏ. Bà con dân tộc Mông nuôi những con bò rất là lâu năm và có những con rất là béo. Tuy nhiên có những con ở đây tương đối gầy thôi. Vừa rồi ở chợ phiên Mèo Vạc thì nhiều trâu bò hơn và to hơn. Anh biết con này họ bán khoảng bao nhiêu tiền không? Vậy con bò này họ bán khoảng bao nhiêu tiền không? Không biết đâu đúng không? Chủ mới biết nhỉ? Hỏi chủ mày. Em chào anh ạ. Anh cho em hỏi con bò này khoảng bao nhiêu tiền là mình bán đây? Không nói được tiếng phổ thông ạ. Bao nhiêu tiền ạ? 21. À 21 à? À 21 triệu. Châu bò đây rẻ ở bên Cao Bằng thật. À. 21 triệu con kia. Tiếp tục đi khu vực này. Đây. Ở đây có một con bò, nói chung là tương đối lớn và màu nó vào màu vàng đậm. Anh bán khoảng bao nhiêu tiền hả anh? Các anh toàn là người dân tộc Mông nên tôi nói chuyện không khó mà giao lưu lắm. Ừ. Khoảng bao nhiêu tiền anh nhỉ con này ạ? 27 triệu. Đẹp mà nhỉ? 27 triệu đấy. Đấy con bò to này 27 triệu này. Mèo vàng nhiều, sáng nay em vào mèo vàng nhiều lắm anh ạ, con to, có con to nhất 53 triệu, 53, 46, con thứ hai 46, con một con 43 và một con 37 à, to mà bò dưới đây béo nha anh nhá. Bò lai phải không anh? Vâng. Bò 46 là bò mình phải không ạ? Có một con bò lai 37 hay bao nhiêu, nó to lắm, dài lắm. Con 53 có bùa ở trên ấy. Đúng rồi. Anh cũng lên đấy á? Ở đấy á? Đi bán ở dưới đấy á? À, cảm ơn anh. Vâng, vâng, em tiếp tục đi khám phá đây tiếp. Đi chơi đó. Đây có một đôi bò buộc ở đây rồi. Một đôi bò bán ở đây cũng là bò. Chị bán bò ở đây, em chào chị. Chị ơi, con bò mình bán khoảng bao nhiêu tiền con này ạ? 40 triệu. À 40 triệu. Và 40. Chị bảo là 40 triệu.
Sáng nay bán mấy con hả chị? Một con à? Một con duy nhất thôi. À, con bên ngoài kia nữa. Bán chưa con kia? Chồng dắt con kia. Chị dắt con này á? À. Bò này à? Bò cái này như chửa hay sao ấy? 40 triệu các bạn ạ, con bò cái này. Nhà nuôi nhiều bò không chị? Nuôi nhiều không? Nhiều. Bao nhiêu con? 3 con. À, tất cả là 3 con. Hôm nay bán 2 con rồi. À, đây con bố mẹ á? À, bố mẹ bố con này á? Ồ, đẹp nhỉ. Con này là 40 triệu. À, cả 2 con là 40 triệu chứ? À, con to là 40 triệu. Con nhỏ bao nhiêu ạ? 28. À, con nhỏ là 28 triệu. Đấy, con nhỏ này 28 triệu. Chân to các bạn ạ. Chẳng biết có phải bò lai không? Cao, to và nó cân đối phết đấy. Mặt nó tương đối đẹp. 28 triệu. Chị chủ bảo thế. 28 triệu. Đó. Còn con bò cái này là bò mẹ này là 40 triệu. Đấy. Chị chủ ở đây. Những con bò này chắc là được bán rồi. Họ buộc vào đây rồi, không ai trông rồi. Đấy. Nhiều bò mẹ lắm. Nhiều bò mẹ và khá là đẹp. Đấy, ở ngay bên cạnh khu vực bán châu bò có một cái trò chơi gọi là ném trúng bia sao ấy, ném trúng được thưởng, ném trúng bò húc được thưởng hay là ném dụng cái bao bò húc được thưởng hay sao ấy. Đây, mọi người tập trung ở đây vui chơi này. Ném dùng là được thưởng à chị? Vui nhỉ? À, vui thật đấy. Ném được tức là dùng chai nào là được chai đấy á? Chúng lon nào là được lon lấy phải không? À hay đấy. Cái bao kia là bằng bằng cái gì ạ? Do á? Phải không? À hay đấy. À, tí em ném. Ném mạnh quá chẳng thủng cái ấy à? Cái bạt đằng sau à? Có thủng được á? À thế à? Hay đấy nhỉ? Hôm nay được lãi nhiều không? Bú thằng bài á. Hòa được lãi nhiều hay ít chả biết. À lãi ít thôi đúng không? À. Vui này, vui là chính, phục vụ bà con vui là chính. Ném hay đá thôi. Ném mà. Nào xem chú này ném một phát nào. Khối lỗ là ôi đừng một chai nước. Khá là vui các bạn ạ. Bên cạnh bán hàng, tính toán căng thẳng, suy nghĩ nhiều thì có cả những trò chơi diễn ra ngay xung quanh khu bán châu bò các bạn nhé. Các bạn ơi, như vậy tôi vừa đi dạo quanh một vòng xung quanh cái khu gọi là bán trâu bán bò tại chợ phiên Đồng Văn, Hà Giang. Các bạn đang xem kênh YouTube của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé, bằng cách là bấm một cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó bấm một cái chuông ở bên cạnh để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
chào các bạn. Bye bye.